Chứ mình về nhà bà nội tuần hơn chơi, được ăn cái món cua đá ngâm tương. Trời, ta nói nó ngon, bây giờ nghĩ tới lại thèm nha. Rồi sáng mình đi chợ kiếm mua cua đá quá trời luôn nhưng mà không có, nên là mình mua đỡ cái thùng ghẹ này. Ghẹ này bữa nay mình mua 2 kg nhưng mà nó được có 7 con nè mọi người. Mà đổi lại là mấy con ghẹ này của mình nó bự quá trời bự luôn. Kinh nghiệm lần trước là mình làm nhiều quá ăn không hết, để lâu nó không ngon, nên là bữa nay mình làm 4 con thôi nha. Mình sẽ ngâm 4 con ghẹ này với su chu và giấm táo trong vòng 1 tiếng. Trong lúc đợi ngâm mấy con ghẹ đó thì qua đây mình sẽ chuẩn bị gia vị để nấu nước tương. Đây mình sẽ có lê nè, tảo vẹ, táo tàu, tỏi, hành ba rô, đường, ớt xanh, ớt đỏ nha mọi người. Với 4 con ghẹ đó thì mình sẽ chuẩn bị thêm 400ml nước và thêm 400ml su chu mình cho vô trong cái nồi này. 800ml nước xay tà giống như là nước bị ướp nha. Rồi thêm 800ml nước tương nữa. Cái định lượng mình vừa làm là cho 4 con ghẹ. Nếu như mà bạn làm nhiều hơn thì mình nhân đôi lên. Xong rồi mình cho hết mấy cái nguyên liệu hồi nãy mình đã chuẩn bị vô trong nước tương rồi mang đi nấu với lửa nhỏ. Đến khi nào mà cảm thấy nó muốn nhừ thì mình tắt nha. Còn mấy cái càng bự bự này để ngâm nó thấm hơn thì trước khi ngâm mình sẽ làm dập nó trước. Làm như vậy là mai ăn càng nó còn ngon hơn ăn mình nữa. Giờ qua đây cái nồi nước tương của mình nó cũng đã được rồi, mình sẽ cho vô thêm 7 muỗng nước đường khoai tây và một ít tiêu nữa. Rồi giờ mình sẽ cho ba tuần hơn thử lại xem là nó có ngon hay chưa nha. Ngon đúng không? Người Hàn mà khen ngon rồi thì chắc là nó sẽ ngon nha mọi người. Khi mà cho nước tương vô trong ghẹ để ngâm thì mình đã để cho nó thiệt là nguội rồi nha. Giờ thì mình chỉ cần để ghẹ vô trong tủ lạnh, đến ngày mai là có thể ăn được rồi. Tính từ cái lúc hôm qua mình làm đến cái lúc mà bữa nay mình chuẩn bị ăn là nó đã được 24 tiếng. Nhìn cái thịt ghẹ bên trong như thế này thì cũng đủ biết là nó thấm cỡ nào rồi. Không phải là cái thịt càng không đâu, mà tới trong cái thịt mình nó cũng thấm luôn rồi nha. Giờ thì chỉ cần làm sạch thêm mấy cái mai đầu này kia của nó nữa thôi là mình có thể ăn được rồi. Để thêm hấp dẫn với lại là nhìn bắt mắt hơn nữa thì mình sẽ cho anh đây một ít ớt băm và một ít hạt mè để ăn cùng. Thì bữa nay mình có thêm canh tương đậu nữa. Giờ đó thì mọi người ăn cơm chung với cả nhà mình nha. Giờ mình sẽ ăn cái càng đó. Được không? Ôi, cái thịt nó thấm quá trời. Không trắng đậm luôn. Đúng không? Ngon. Ăn cái tôm biển sợ ngon nè. Tôm gì vậy ông hiểu mọi người. Không bị tan miếng nào luôn. Biết miếng cơm. Rồi chưa? Cơm. Sao cái thịt bà nội từng không làm? Nó cứng nhắc thật không? Cái càng mình đập dập ra nó thấm lắm luôn. Ăn cái con biển ngon mà đúng không? Ăn cái con biển nó ngon chứ. Được. Út bình đi. Gì? Con tôm. Ngon quá trời luôn. Đây là cái miếng thịt nha. Mình thấy không? Đó. Hàm마리야 또 나온 계산하고. Đây rồi. Ok. 엄마 고기가 잘해줘서.